Chào các bạn, mình là Hòa Thân. Đây là những cái lời mà mình muốn gửi gắm tới các bạn khi mà chúng ta có dự định, khi mà chúng ta có kế hoạch tham gia cái thị trường này. Trong thị trường tài chính nó có rất nhiều những cái mà chúng ta có thể làm, mà chúng ta có thể tham gia. Ví dụ như là Forex, rất là nhiều ngành nghề đúng không? Forex. Ví dụ như là coin. Và ví dụ như là chứng khoán. Thêm một ngành nghề tài chính nữa, đó chính là bất động sản. Anh em có thể nhìn thấy tất cả những cái ngành nghề này, những cái lĩnh vực này, nó đều đi cho chúng ta đi theo những con sóng. Forex thì có sóng tăng, sóng giảm. Coin cũng vậy, đều có sóng tăng, sóng giảm. Chứng khoán cũng vậy, đều có sóng tăng và sóng giảm. Bất động sản thì cũng vậy, đều có lúc sóng tăng, đều có lúc sóng giảm. Vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta khi mà chúng ta tham gia cái thị trường tài chính này là gì? Cái điều đầu tiên đó chính là mục đích, mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta là kiếm bao nhiêu tiền một tháng? Đúng không? Hay là mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu rủi ro, hay bất cứ một cái mục tiêu nào đó mà chúng ta gì? Muốn hoàn thành nó khi mà chúng ta tham gia cái thị trường này. Vậy câu hỏi đặt ra khi mà cho những người mới đó là gì? Đó chính là Forex. Forex có giúp các bạn hoàn thành đạt được cái mục tiêu hay không? Đạt được cái mục tiêu tài chính của chúng ta hay không? Hay là tham gia thị trường coin, nó có đạt được mục tiêu tài chính của chúng ta hay không? Hay là chứng khoán, nó có đạt được mục tiêu tài chính hay không? Hay là bất động sản cũng vậy, nó có đạt được mục tiêu hay không? Nếu như Forex đạt được mục tiêu thì chúng ta chọn Forex. Nếu như coin đạt được mục tiêu thì chúng ta chọn coin. Nếu như chứng khoán đạt được mục tiêu thì chúng ta lựa chọn chứng khoán. Còn nếu như bất động sản mà đạt được mục tiêu thì chúng ta sẽ chọn bất động sản. Các bạn hãy chọn lấy một thứ phù hợp nhất với bản thân chúng ta. Để gì? Để nó hoàn thành được cái mục tiêu tài chính của chúng ta. Nếu như bản thân mình chọn Forex, coin và bất động sản thì mình làm như thế nào? Mình lấy dòng tiền từ Forex, lấy dòng tiền từ coin, mình chuyển vào sang đầu tư bất động sản. Bởi vì mình biết Forex nó là gì, coin là gì và bất động sản nó là gì. Trong cái lĩnh vực đầu tư ấy, thì gì? Thì Forex nó cũng là một trong những cái lĩnh vực đầu tư, là đầu tư mạo hiểm, đầu tư rủi ro. Coin cũng vậy, cũng là một cái khoản đầu tư rủi ro. Bởi vì sao? Bởi vì biến động của nó rất là mạnh. Forex thì chúng ta có thể cháy tài khoản. Coin thì lại biến động cực mạnh. Nó có thể chia đôi, chia ba, chia năm, hoặc có thể chia 100. Mình có rất nhiều con nó đang chia 100 lần. Cho nên là gì? Nó rất rủi ro. Vậy khi mà rủi ro như vậy thì chúng ta mang bao nhiêu tiền vào để chúng ta đầu tư cái thằng này? Nó rủi ro thì chúng ta sẽ mang một cái số tiền gì mà chúng ta đồng ý chúng ta mất nó, bởi vì nó rủi ro mà. Cho nên là gì? Cho nên cái khoản Forex và coin này nó chỉ chiếm là khoảng từ 10 đến 20% cái số tiền thu nhập của mình. Và những cái dòng tiền khác, những cái dòng tiền business khác, mình cộng với lại cái dòng tiền của coin và Forex này để vào đầu tư bất động sản. Bởi vì sao? Bởi vì đầu tư bất động sản là một trong những cái đầu tư đối với bản thân mình thì nó không rủi ro. Bởi vì đất thì nó vẫn còn đấy. Càng để lâu nó sẽ càng tăng trưởng. Khi mà chúng ta mua được những miếng đất ngon, gần quy hoạch, sát cái quy hoạch, sát cái đường đường lớn, đường to,
sát các khu đô thị, khu dân cư hiện hữu, đúng không? Đường trường trạm, sát các khu quy hoạch như vậy, thì càng để lâu nó càng tăng trưởng. Cho nên là bất động sản đối với bản thân mình thì là một cái khoản đầu tư nó an toàn. Cho nên là mình dành ít nhất là 80% đầu tư, mình đầu tư vào đây những cái số tiền của mình, bởi vì nó là đầu tư an toàn và nó có sự tăng trưởng tốt trong tương lai. Bởi vì đất nó không tự đẻ ra anh em ạ. Coin này thì nó có thì tự đẻ ra, Forex cũng vậy, nhưng mà đất bất động sản thì nó không tự sinh ra được. Và nó gì, và nó hữu hạn. Cho nên là gì, cho nên là mình khuyên tất cả những anh em mới khi mà chúng ta tham gia vào thị trường này, chọn lấy một thứ phù hợp với bản thân. Một là Forex, hai là coin, ba là chứng khoán. Thì đối với bản thân mình, tại sao mình lại chọn Forex? Mình đi sâu về Forex bởi vì Forex thì chúng ta chỉ cần phân tích kỹ thuật cũng có thể kiếm được tiền rất là nhiều trong thị trường Forex. Còn bản thân đầu tư coin thì bắt buộc chúng ta phải gì? Coin thì chúng họ thì có chơi coin và hold coin. Đối với chơi coin ấy, thì chúng ta cũng phải một chút liên quan đến phân tích cơ bản cộng với lại phân tích kỹ thuật. Nhưng mà hold coin thì đặc biệt chúng ta phải phân tích cơ bản, mà cái kiến thức ở trong thị trường coin nó rất là kinh khủng, nó rất là khủng khiếp, nó rất là nhiều. Cho nên là gì? Cho nên là đấy là sự lựa chọn của anh em, mỗi anh em chúng ta. Bản thân mình thì mình lựa chọn cái dễ, cái đơn giản nhất, đó chính là phân tích kỹ thuật trong Forex. Sau đó mình chỉ hold các con coin top, sau đó chuyển sang đầu tư bất động sản. Từ dòng tiền lợi nhuận từ hai thằng này chuyển sang đầu tư bất động sản, đó là sự lựa chọn của mình khi mà mình tham gia cái thị trường này. Còn lại anh em khi mà mới tham gia thị trường này, chúng ta phải phân tích xem cái thằng nào sẽ phù hợp. Có những anh em lại phù hợp với lại gì, với lại chứng khoán. Rất nhiều anh em phù hợp với chứng khoán, bởi vì sao? Bởi vì các thông tin chúng ta có thể đi kiểm chứng được, bởi vì nó chỉ ở trong đất nước Việt Nam thôi, đúng không? Đầu tư chứng khoán Việt Nam, các công ty chúng ta kiểm chứng được lên các thông tin rất là nhiều, kiểm chứng được luôn và đầu tư đó. Thì có những anh em lại hợp với Forex, hợp với vàng, hợp với dầu. Và lời khuyên của mình dành cho những anh em mà khi mà chúng ta tham gia một thị trường, trong thị trường tài chính thì Forex nó là một ngách, coin nó là một ngách, chứng khoán là một ngách riêng, bất động sản nó cũng là một ngách riêng. Thì chúng ta chọn lấy một ngách, bởi vì sao? Khi mà chúng ta đi theo ngách và đi theo chọn lựa một thứ thì nó gì, thì chúng ta sẽ trở thành chuyên gia trong một cái ngách nào đó, nó sẽ tốt hơn khi mà chúng ta cứ tràn lan, đầu tư tràn lan như vậy. Thì bản thân mình thì mình chọn một ngách chính, đó chính là Forex, FX. Mình chọn Forex. Và trong Forex, mình lại chọn cái ngách của Forex, đó chính là gì? Đó chính là chơi vàng. Trong ngách của chơi vàng, mình lại chọn một thứ, đó chính là gì? Scalping vàng. Thì mình đi từ ngách của ngách. Như vậy thì khi mà chúng ta gì? Khi mà chúng ta chơi một cái, khi mà chúng ta master được một cái hệ thống nào đó, khi mà chúng ta đi theo ngách, một cái ngách nhỏ, thì chúng ta sẽ dễ trở thành một cái chuyên gia hơn. Scalping vàng, trong vàng nó có đầu tư dài hạn và có scalping. Thì mình chọn một cái ngách, đó chính là scalping. Đấy, chọn ngách vàng, chọn ngách FX trong thị trường tài chính. Thì bản thân chúng ta đã chọn ra một cái gì đó để chúng ta phù hợp với bản thân, phù hợp nhất với bản thân chúng ta hay chưa? Có những người thì có những anh em như là mình biết được, như là anh Trung Medio. Anh em có nghe được Medio đúng không? Anh Trung Medio thì chỉ chơi một cặp duy nhất là cặp GU.
chỉ trên một cặp duy nhất là một cặp gấu thôi. Bởi vì khi mà chúng ta gì, khi mà chúng ta nhìn một cái cặp tiền nào đó trong vòng 1 đến 2 năm, hoặc là con vàng này chúng ta nhìn biểu đồ của nó trong 1 đến 2 năm, ngày nào chúng ta cũng nhìn, ngày nào cũng, chúng ta cũng quan sát và chúng ta theo dõi, thì gì? Thì chúng ta rất rất hiểu về nó. Cho nên là đây là lời khuyên dành cho anh em khi mà chúng ta tham gia thị trường này. Chọn lấy một cặp tiền, chọn lấy một ngách để chúng ta biến chúng ta thành chuyên gia về cái con đó, về cái cặp tiền đó. Nó đi đến đâu là chúng ta biết đến đó. Như là vàng, nó đi đến vùng giá nào là mình biết cái vùng giá đó. 50, 80, 22, đúng không? Những cái vùng đấy, những vùng 00, 88, đấy là những cái vùng mà gì, mà cái con vàng nó sẽ đi đến. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta phải hiểu nó, phải biết nó. Đó là cái lời khuyên của mình dành cho anh em, những người mới tham gia thị trường. Những người mới thông thường ấy, mình thấy rằng là gì? Thứ nhất là bỏ hết tiền ra chơi. Những cái tiền gì? Tiền tích cóp rồi các thứ ra chơi. Có bao nhiêu tiền lương một tháng là bỏ ra chơi hết, khiến đến cháy tài khoản. Mình nghe được những cái câu chuyện rất là buồn anh em, nghe được những câu chuyện rất là buồn, là bỏ hết cả sổ tiết kiệm rồi bị lừa hàng tiền tỷ luôn. Mình nghe rất là buồn. Tại sao chúng ta khi mà chúng ta tham gia thị trường này, chúng ta lại không học hỏi, không học tập như vậy để rồi mất tiền? Đấy là câu hỏi đặt ra rất là lớn. Đừng thấy cái gì dễ kiếm tiền anh em ạ. Kiếm tiền cực khó. Kiếm tiền nó khó hơn giữ tiền nhiều. Và kiếm tiền từ một cái công việc mới, từ một cái thị trường tài chính, thị trường cảm xúc này, thì nó càng khó hơn. Cho nên là lời khuyên của mình dành cho anh em là gì? Những người mới tham gia thị trường, hãy học tập đi. Lên tìm hiểu thật kỹ mà. Sau đó, chúng ta mới xuống tiền ở trong thị trường này. Còn những anh em nào mà chưa có hệ thống, chưa có công thức để mà kiếm được tiền, thì hãy lên mạng, lên YouTube. Nó có rất nhiều thứ, rất nhiều. Những cái kiến thức liên quan đến thị trường. Sau đó biến cái công thức đấy thành công thức của mình. Và lúc đấy chúng ta mới xuống tiền chơi để kiếm lợi nhuận trong thị trường này. Chúng ta mất tiền ở trong thị trường này bởi vì chúng ta không có kiến thức mà thôi. Không có kiến thức thì chúng ta sẽ mất tiền. Đấy. Đó là lời khuyên của mình dành cho anh em nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả bạn ở những video tiếp theo của mình.